Qua tìm hiểu văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, người dân Đà Nẵng đã đóng góp nhiều ý kiến và kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 2020-2025. Quan trọng nhất tức là vấn đề là cái giải pháp sắp tới để giải quyết cho làm sao để mà phát triển bền vững xã hội của mình. Thì cái đó tôi thấy là quan trọng nhất là cái tập trung vào cái đó. Mà đối với tôi á, thì tôi đề nghị thêm là quan trọng nhất là phải cũng có cái giáo dục và cái y tế. Bởi hai cái mảng này nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến xã hội, đến con người và đến sức khỏe của toàn dân. Tôi thấy rằng trong cái văn kiện, cái định hướng xây dựng đất nước trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 thì tôi thấy đây đã được tổng hợp và đúc kết rất đầy đủ. Là một người đảng viên, chúng tôi chỉ mong rằng Đảng tiếp tục phát huy được vai trò đấy, tích cực chống tham nhũng, xây dựng đất nước phát triển kinh tế để làm thế nào đảm bảo được cái an sinh xã hội cũng như tất cả những lĩnh vực khác mà trong cái dự thảo đã đề ra. Đó là cái nguyện vọng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này, mà nhất là sắp tới đây, cái đầu năm tới đây, bầu ra một Ban Chấp hành mới đoàn kết, thống nhất và trí tuệ trên cơ sở đó để điều hành đất nước và đồng thời phát triển đất nước chúng ta lên một cái tầm mới, đáp ứng được nguyện vọng của mọi người dân.